Linh Anh xin kính chào quý bác. Chào mừng quý bác đã quay trở lại với kênh của đồng hồ cổ Linh Anh. Ngày hôm nay tiếp tục series những mẫu đồng hồ côn cổ đẹp, âm hay. Em sẽ giới thiệu tới các bác tổng hợp 6 em đồng hồ đầy đủ các mẫu mã, từ thùng bè, số in, số nổi, hay là đồng hồ thùng dài, số nổi, rất rất đẹp. Mà giá trong phân khúc ngày hôm nay thì chỉ có từ 4, 6 và chưa có chiếc đồng hồ nào quá 10 triệu đồng các bác nhé. Nên các bác nữa đừng bỏ lỡ video này mà xem đến hết video, chọn lựa cho mình những mẫu đồng hồ ưng ý các bác ạ. Và địa chỉ bên em ở xóm 6 An Lộc, xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Hotline bên em 084326 và tư quý 1. Các bác chụp lại màn hình, lưu lại thông tin giúp em. Đấy, để ở gần địa chỉ cơ sở thì cứ đến trực tiếp về cửa hàng để thẩm định và chọn lựa cho mình những mẫu đồng hồ ưng ý. Và đến với video ngày hôm nay, em cũng xin mỗi người một nút ấn đăng ký kênh để khi em ra video các bác sẽ là người đầu tiên được nhìn thấy. Em chân thành cảm ơn ạ. Rồi, bây giờ em sẽ giới thiệu luôn chiếc đồng hồ đầu tiên em giới thiệu trong video ngày hôm nay, mẫu em FFR. Đấy. Em vừa mới đánh nhé các bác ạ. Âm thanh cực kỳ rền, to và vàng, với thiết kế thùng bè rất rất to khủng các bác nhé. Có thể loại là hàng top đẹp và to nhất trong tất cả mẫu đồng hồ thùng bè máy 8 luôn. Em này thì thùng siêu vân cực kỳ kinh điển, mẫu thùng cánh bướm các bác ạ. Đây các bác có thể nhìn này, hai bên hông thùng thì được làm bè và cong ra bên ngoài, ở bên trong thì được làm lõm và bên trong như hình một đôi cánh. Đó chính là lý do vì sao chiếc thùng này được gọi là thùng bè cánh bướm, thùng siêu vân và cực kỳ đẹp mắt luôn các bác nhá, kinh điển luôn, hiếm có những chiếc đồng hồ nào mà thùng nó đẹp như này. Đấy, toàn bộ là vân tự nhiên chứ không có vẽ vân hay tác động một chút nào các bác nhá. Gỗ có như thế nào thì vân nó sẽ nổi như thế. Hai bên hông thùng thì được đục tỉa hình chiếc lá và chùm nho rất đẹp mắt như thế này. Đấy, rất đặc trưng của đời FFR, mẫu thùng cánh bướm thì bao giờ thiết kế rất là đặc trưng như thế này. Phần bên trên là một cái màu nhỏ nhỏ xinh xinh, được làm uốn lượn, và bên dưới cũng vậy. Kiểu cách chiếc thùng này cực kỳ mềm mại và đẹp mắt, rất rất cầu kỳ các bác nhá. Một mẫu thùng VIP đi các bạn. Đây, quả kính tráng thủy các bác nhìn với em này. Kính là hình hộp chữ nhật, không như những cái chiếc kính khác. Toàn bộ được làm hoa văn thủ công như này, tráng thủy này, lớp kính còn rất rất đẹp. Một hai cái vết chấm như này là cái chấm nước các bác nhá. Bác lấy nước các bác lau đi là sẽ hết thôi, chứ không phải cái ảnh hưởng gì ở cái kính đâu. Kính còn gần như là rất mới và sáng, không bị ảnh hưởng thời gian. Họa tiết hoa văn cực kỳ đẹp. Nó có hai cái nạp kính này các bác nhìn này, trên và dưới làm rất cầu kỳ và cách điệu. Bộ mặt là mặt bát giác nằm, nền lòng bằng tranh. Đấy, số nổi các bác nhá. Em sẽ đứng xa để bác có thể nhìn thấy toàn cảnh một chiếc đồng hồ cực kỳ chất và đẹp mắt luôn ạ. Rồi, bây giờ em sẽ mời các bác cùng nhìn ngắm bên trong và thẩm âm. Em này mang trong mình bộ máy 8 này, thùng còn nguyên bụi tây các bác nhìn này. Đấy, em chưa có hề lau chùi một chút nào luôn, chỉ có lau dầu thôi. Còn thùng có như thế nào em sẽ để nguyên với các bác gửi đến như vậy. Đấy, tất cả mọi thứ còn nguyên bản các bác nhá. Khóa ninh cót này, đinh ốc chống tường này, tất cả còn nguyên. Quả lắc còn sáng đẹp, 8 gông và 8 múa. Em này là một thanh gông đồng cùng 7 thanh gông thép. Đây là cái khóa gông các bác nhá. Khi em giao hàng cho các bác thì em sẽ vặn cái này sang nằm ngang để giữ thanh gông nó không bị di chuyển và không bị gãy gông. Khi mà các bác nhận được hàng thì các bác vặn trả về như thế này cho em. Đấy, rất là đơn giản thôi ạ. Các bác lưu ý hộ em. Mặt bát giác nằm nền lòng bằng tranh. Vì sao lại có hai cái màu sắc như thế này? Em này là số nổi nhựa và được mạ vàng các bác nhá. Thì đây là cái lớp mạ của nó đã bong theo thời gian rồi. Thì em có hai phương án, một là các bác mạ lại cho em, nó sẽ đẹp như ban đầu. Hai là các bác cậy hết cái lớp mạ này đi. Đây như số 5 này này, mình về cái dao lam, mình cậy hết nó đi. Đấy, thì mình sẽ để hết một cái số này là số đỏ, sơn son thiếp vàng. Thì nó rất là phù hợp chiếc đồng hồ này luôn. Và thao tác nó sẽ dễ hơn rất nhiều so với việc các bác làm lại lớp mạ phải không ạ? Đấy, thì em cũng kiến nghị như vậy. Còn không thì các bác cứ để nguyên vậy là chơi. Vì đây là đồ cổ, hàng cũ, thì có sao em bán vậy. Nên các bác cứ yên tâm về cái độ uy tín
cũng như chất lượng của sản phẩm các bác nhá. Đấy thì mình muốn đẹp hơn thì mình cậy hết đi để trở thành một màu đỏ, nó rất là nổi bật luôn ạ. Đấy, kim rất đặc trưng của em FFR này. Đấy, dòng này thì nó sẽ không có triện ở trên mặt mà triện trực tiếp ở phần máy các bác nhá. Rồi, các bác nhìn này, củ gông FFR đây, nó có triện chữ FFR đây phải không ạ? 8 gông và 8 múa. Mời các bác cùng thẩm âm. Đấy, em phải quay từ xa để các bác có thể nhìn thấy được toàn bộ cái độ sáng mới và đẹp của chiếc đồng hồ này. Đấy, âm thanh của nó thì quá kinh điển luôn rồi phải không ạ? Âm như chuông nhà thờ luôn, rất to, rền và vàng. Đấy, mã số cái máy là 775, kích thước ngang 53, cao 58 và sâu 16 cm. Một chiếc thùng có thể đắp được máy 10 các bác nhé. Bởi vì cái bộ mặt thì nó hơi có cái khuyết điểm nhẹ một chút. Đấy thì một là các bác nhờ em xử lý thì em sẽ một em thay mặt cho các bác cũng được, rất là ok, đơn giản. Đấy, còn đây là cái độ zin nguyên bản của nó thì em cứ để vậy em gửi tới các bác. Các bác chơi hàng cổ thì các bác cứ để nguyên để các bác chơi cũng được. Như em đã tư vấn ban đầu thì cái giá ban đầu em bán là 13 triệu, nhưng bởi vì cái mặt thì nó hơi bị lỗi một chút thì em sẽ giảm giá trực tiếp cho các bác luôn, còn 10.500.000 các bác nhá. Mã số 775, em khẳng định với các bác luôn, với cái mẫu thùng kinh điển đẹp và VIP nhất như thế này, ngày xưa em đã từng bán có thời điểm lên đến 16 triệu các bác nhá. Hiện tại giá nó đã xuống thì nó còn là 13.500.000, nhưng ngày hôm nay em bán cho các bác thì chỉ có 10.500.000 mà thôi. Các bác yêu thích thì alo ngay cho bên em. Cái bộ mặt này các bác không phải lan tăn, các bác cứ bảo em một câu, em thay cái mặt khác vào cho các bác cũng rất là đơn giản các bác nhá. Mã số là 775. Các bác yêu thích thì alo ngay cho bên em các bác ạ. Tiếp tục là một em đồng hồ đến từ thương hiệu Kenzer. Em này đến từ đất nước Đức với thiết kế thùng dài, đơn giản nhưng mà sang trọng các bác nhá. Em này là bộ mặt súng nổi chrome các bác ạ. Thùng thì được làm rất là đơn giản, đục tỉa nhỏ nhỏ xinh xinh, hai bên đối xứng nhau và phần màu như hình mặt trời như thế này. Mặt của em ấy là mặt bát giác đứng, quả kính là kính chữ nhật, được ghép từ nhiều ô kính lại với nhau, kính rào, cắt mài phát cạnh pha lề. Đấy, kính rất độc đáo và đẹp mắt các bác nhá. Bên dưới cũng được tỉa tót hình quả đào và chiếc lá như thế này. Đồ của em ấy là màu nâu gỗ các bác nhá, sẽ trầm và tối hơn so với cái em FFR vừa nãy các bác vừa được xem. Đấy, màu này thì rất là phù hợp với những ngôi nhà cổ kính, các bác lớn tuổi nên chơi em này, giá cực kỳ hợp lý, học sinh sinh viên luôn em ạ. Khóa của nó này zin nguyên bản chữ Kenzer các bác nhé. Quả lắc thì là các tròn, được mạ xi bạc, 8 gông và 8 múa. Bộ mặt của em ấy đây, nền lớp nền thì đã xuống màu với thời gian nhưng mà không có vết xước, rất đẹp bác nhá. Bộ số là số nổi chrome chân cài, củ gồng Kenzer đấy ạ. Với thiết kế 8 gông và 8 múa, chơi một bản nhạc quét minh tơ,
Mời các bác cùng thảm âm. Vâng, và đó là âm thanh của chiếc đồng hồ Kenzer đến từ đất nước Đức. Âm cực kỳ hay các bác nhá. Đừng vội đánh giá vẻ bề ngoài của em ấy. Đơn giản mà sang trọng. Âm quá hay luôn. Sánh ngang với những chiếc đồng hồ đắt tiền các bác nhá. Và giá em đặt về cái bác thì giật mình luôn các bác ạ. Mã số của em ấy là 763 với kích thước ngang 32, cao 70 và sâu 17 cm. Chiếc đồng hồ này em giao lên từ bác với mức giá thì chỉ có 6.600.000 mà thôi các bác nhá. Số nổi đấy các bác ạ. Không bao giờ các bác mua được ở đâu cái giá này. Em khẳng định các bác luôn. Chỉ có 6.600.000 và giá không bao gồm phí ship các bác nhá. Vì đây em đã sell kịch sàn rồi. Các bác theo dõi video của em các bác sẽ biết em đang bán là 7.500.000. Còn ngày hôm nay em giảm cho bác chỉ có 6.600.000 mà thôi. Các bác nhanh tay thì còn, chậm tay thì chắc chắn là sẽ hết ngay đấy ạ. Giá không bằng một con số in thông thường. 6.600.000 mà đã có con số nổi Kenzer đẹp như này. Và quan trọng là âm của nó cực kỳ đỉnh. Các bác lớn tuổi nên sưu tầm chiếc đồng hồ này. Vừa tiết kiệm kinh tế mà lại có đồng hồ trời âm hay các bác nhá. Và tiếp tục trong video, em xin gửi đến các bác là một em đồng hồ đến từ thương hiệu Zura. Mặt số nổi chrome các bác nhá. Thùng phải gọi là vân nu kinh điển luôn các bác ạ. Bác nhìn hộ em chiếc thùng này xem, vân không phải là vân nu mà là vân xoáy luôn rồi, chằng chịt lên toàn bộ thân chiếc đồng hồ, cực kỳ kinh điển cho một chiếc đồng hồ máy 8 thôi mà đẹp hoàn hảo các bác ạ. Bộ mặt đây, hai bên thân thùng là đục tỉa hình bông hoa hồng rất rất tinh xảo như thế này, và đan xen vào đó là những bông hoa cúc và chiếc lá nhìn như một rừng hoa di động ở hai bên luôn, đối xứng với nhau rất rất đẹp mắt. Hoa này đục tay toàn bộ các bác nhá, thủ công và các nghệ nhân ở bên Pháp. Em này là em Zura, mặt số nổi, mặt bát giác nằm, nền của mấy là nền nòng xanh các bác nhá, không phải là nền nòng chanh như những mẫu đồng hồ thông thường. Em này là nền xanh rất đặc biệt và ít gặp các bác ạ. Đây, quả kính tráng thủy của em ấy đây, sáng long lanh không tì vết các bác nhá. Bộ thùng này có phải nói là hết nước chấm. Quả thùng vân nu kinh điển luôn, cực kỳ đẹp mắt. Mã số là 726. Kích thước của em ấy là ngang 48, cao 60 và sâu 15 cm. Mời các bác cùng ngắm bên trong. Đây, kính zin nguyên bản tuyệt đối, nẹp kính còn đầy đủ và nguyên vẹn. Chất lượng thùng rất dày dặn và chắc chắn các bác nhá. Khóa đinh cóp của em ấy đây, đinh ốc chống tường hai bên còn đầy đủ. Quả lắc còn rất đẹp các bác nhá. Hai dây để tắt chuông đêm đẹp. Em này có thiết kế rất là đặc biệt. 4 thanh gồng đồng cùng 4 thanh gồng thép. Hứa hẹn chất âm sẽ rất là hay ạ. Bộ mặt số nổi nền nòng xanh. Đây, nó có 1-2 cái vết chấm chấm nho nhỏ không đáng kể. Còn lại bộ mặt này phải nói là hoàn hảo, cực kỳ đẹp luôn các bác ạ. Gần như là không có lỗi. Cái vết đấy nó quá bé và không ảnh hưởng đến thẩm mỹ của đồng hồ. Với thiết kế củ gồng chữ T, 4 thanh gồng đồng cùng 4 thanh gồng thép, chơi một bản nhạc Westminster. Mời các bác cùng thẩm âm. Âm rất hay luôn ạ. Thank you.
kỳ hay. Mã số của em ấy là 768 726, kích thước ngang 48, cao 60 và sâu 15 cm. Một chiếc thùng phải nói là hoàn hảo, đẹp hết nước chấm luôn, lại còn số nổi chrome nữa, thì nói chung là cũng không còn gì để so sánh nữa, phải không ạ? Em này thì em đang giao lưu tại cửa hàng là 11.500.000. Ngày hôm nay em giảm sâu, giảm sập sàn cho các bác luôn. Chỉ còn 9.900.000 các bác nha. Cho mã số 726, một chiếc thùng số nổi, đẹp tuyệt vời các bác ạ. Thật sự là nó quá đẹp như một bức tranh luôn. Toàn bộ là còn quá mới, sáng và đẹp. Một hai cái vết lỗi nho nhỏ và không ảnh hưởng gì đến cái thẩm mỹ của đồng hồ. Mã số 726, em giảm sâu, chỉ còn 9.900.000. Các bác yêu thích thì alo ngay cho bên em. Không có chiếc nào mà đẹp giá rẻ như này đâu các bác ạ. Các bác cứ tham khảo thoải mái các bác nhé. Tiếp theo em giới thiệu từ các bác, đó chính là một em đồng hồ đến từ thương hiệu Verdet. Em này mang trong mình một bộ máy lớn 42, gần như là máy lớn nhất trong dòng đồng hồ Verdet rồi các bác ạ. Thiết kế thùng dài, mặt bát giác nằm, giá trị và gần như là cao nhất trong tất cả các đồng hồ Verdet các bác nhé. Thậm chí nếu các bác có thể so sánh Verdet thùng bè, em này giá còn mềm hơn em này luôn các bác ạ. Thùng dài nó có hai loại, mặt bát giác đứng và bát giác nằm, thì bát giác nằm bao giờ cũng giá trị và đắt đỏ hơn các bác nhé. Thiết kế thùng thì đục chạm tỉa đơn giản như thế này thôi. Đấy, điểm nhấn nhỏ nhỏ cho chiếc đồng hồ, toàn bộ thân đồng hồ là màu vàng cánh gián với quả kính là kính mũi tên, hay có một số bác thì gọi là kính kim cương, với cắt mài phát cạnh với ba ô kính ghép vào với nhau, còn rất đẹp và độc đáo như thế này. Mặt bát giác nằm gần như là như mới, không có vết tích của thời gian. Rồi, mời bác nhìn ngắm bên trong. Em này phải nói là như hàng new kho các bác nhá. Đây các bác nhìn hộ em này, còn nguyên giấy tờ đính kèm theo máy này, giấy hướng dẫn sử dụng đây, bò viền nẹp kính còn rất đầy đủ và chưa có dấu vết của thời gian. Em này thậm chí còn nguyên cả giấy tờ, giấy hướng dẫn sử dụng đính kèm đây, quá đầy đủ cho một chiếc đồng hồ như vừa mới sản xuất. Hóa đèn cót, bình ốc chống tường, tất cả mọi thứ, logo thương hiệu Verdet và lắc sáng bóng in nguyên hình em luôn các bác nhá. Bộ mặt bát giác nằm, số nổi chân cài mạ chrome, logo thương hiệu Verdet bên trên. Đây là có cái tên của cái người đặt hàng cho thương hiệu này, sản xuất chiếc đồng hồ này các bác nhá. Phần này là phần khóa gông, đấy, củ gông nòng máng đặc trưng của thương hiệu Verdet rồi. Đình phụ kiện không thiếu một cái gì, 8 gông và 8 búa chơi một bản nhạc Westminster. Mời các bác thẩm âm. Vì mang trong mình là bộ máy lớn 42 nên âm thanh em này cực kỳ to, vang và khỏe, phải không ạ?
mã số 752, kích thước ngang 38, cao 70 và sâu 16 cm. Một chiếc thùng có thể nắp được máy 10 và các bác hoàn toàn có thể mua về để nắp bướm vàng các bác nhá. Nếu các bác có nhu cầu, còn không cứ để như thế này mà chơi. Nó quá đẹp luôn các bác ạ. Và mẫu thùng như thế này, kính rào này cũng cực kỳ ít gặp các bác nhá. Và để được một em mới như hàng new kho thì kệ càng hiếm có vô cùng. Mã số 759, 11.500.000. Ngày hôm nay em giảm cho các bác chỉ còn 10.500.000 mà thôi các bác nhá. Mã số 759. Nhấn mạnh với các bác là máy lớn 42 này các bác ạ, mới như hàng new kho thế này. Trước đây em đã giao buôn cho thợ đã là 11 cho đến 12 triệu đồng mà rồi. Đấy là họ mua với số lượng là 2 đến 3 con các bác nhá. Mà ngày hôm nay em giao được các bác thì chỉ có 10.500.000 mà thôi. Các bác không mua nữa thì thật sự là em không biết là phải đến gửi thì các bác phải mức giá nào nữa. Giá này cộng công lau dầu đánh vỏ nó không có đáng là được mấy trăm nghìn đâu các bác ạ. Thật sự các bác tham khảo bác sẽ biết. Bordet mặt số nâu đẹp long lanh như này không có nhiều trên thị trường các bác nhá. Giá quá tốt trong thời điểm hiện tại. Các bác là thợ bác phải mua ngay, không có nhiều đâu các bác ạ. Tiếp tục là một em đến từ thương hiệu Bordet nữa. Em này lại là thùng bè. Đấy, với thiết kế hai bên thân thùng là hình quả đào, chiếc lá và chùm hoa quả rất đặc trưng của những mẫu đồng hồ thùng bè phải không ạ? Đục kinh bông cũng khá là đẹp mắt đấy các bác ạ. Còn có cả tay nắm cửa các bác nhé. Có một chút cái vết tích của thời gian đây rồi. Kính này là kính mai rùa, đơn giản nhưng rất là sang trọng và đẹp mắt. Hôm nay thì mang trong mình bộ máy 37 Bordet của đất nước Pháp. Thùng zin nguyên bụi tay, kính còn nguyên, hướng dẫn sử dụng đây. Cái này mình vuốt một chút cái phép ni vào nếu mà các bác không muốn để nó như thế này, còn không cứ để vậy chả ảnh hưởng gì đến cái thẩm mỹ đồng hồ cả, là bên trong được phải không ạ? Đấy, có thế nào em để nguyên gửi tới các bác. Logo thương hiệu Bordet đây, và lắc còn sáng và đẹp, 8 gông và 8 búa. Bộ mặt của em ấy đây các bác ạ, mặt logo Bordet. Đấy, có một hai cái vết sần nhẹ, đây là cái vết tích của thời gian, nó không ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Khi mà em quay thì các bác cũng không nhìn thấy phải không ạ? Bộ mặt còn đẹp các bác nhá. Đấy, số này là số nội chân cài mạ chrome made in France. Đấy, tên của cái người đặt hàng, thương hiệu sản xuất Bordet đây. Tất cả mọi thứ còn nguyên vẹn. Đấy, bộ mặt còn rất ok các bác nhá, không phải lăn tăn gì đâu ạ. Củ gông chữ T, 8 gông và 8 búa. Mời các bác cùng thẩm âm. Vâng, âm thanh của em đánh rất là hay đúng không các bác? Mã số 757 với kích thước ngang 45, cao 60 và sâu 15 cm. Ngày hôm nay em gửi tới các bác với mức giá cực kỳ giật mình, chỉ có 9.300.000 các bác nhá. Mã số 757, thùng bè đẹp, số nổi cà rôm các bác nhá. Giá chưa bao giờ rẻ như vậy, rẻ đến giật mình luôn các bác ạ. 9.300.000 cho em đồng hồ số nổi, không thể tin được. Bác yêu thích phải alo ngay cho bên em, mã số 757 ạ. Và tiếp tục chiếc đồng hồ thứ 6 em gửi tới các bác
Đan mày là đến từ thương hiệu No Money của đất nước Pháp. Em này là hai lỗ và âm là bính bong các bác nhá. Bốn gông và chơi âm bính bong. Thiết kế thùng thì nhìn thoạt nhìn mình nhìn như là mẫu đồng hồ Odo nữa các bác ạ. Mặt bát giác nằm bên dưới là quả kính cũng cực kỳ đặc biệt và rất giống với mẫu kính của Odo phải không ạ? Chiếc thùng đơn giản nhưng rất là sang các bác nhá. Phần màu được tỉa hoa nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này. Và giá của em này thì cực kỳ giật mình. Đấy, chất lượng vũ quá tuyệt vời luôn. Mã lắc mạ vàng. Đây bộ mặt đây. Hầu hết là còn nguyên vẹn và không ảnh hưởng vào thời gian. Tất cả các thông số tên và cái kim đặc trưng của thương hiệu No Money các bác nhá. Đấy, các bác dịch của em này. Đấy. Cụ gông của em này đây. Bốn gông và bốn búa. Ầm bính bong các bác nhá. Chuông, còn một tiếng thì sẽ điểm số tiếng của giờ đấy. Chất lượng thùng còn rất ok các bác nhá. Chưa có một cái ảnh hưởng một chút nào vào thời gian luôn. Mũ còn rất là chắc chắn và dày dặn. Mã số 773. Kích thước ngang 40, cao 56 và sâu 17 cm. Và giá của thầy các bác trong ngày hôm nay thì cực kỳ giật mình luôn. 4.600.000. Ngày hôm nay em giảm chỉ còn 3.900.000 đã bao gồm phí ship các bác nhá. Mà không nghe nhầm đâu ạ. Bốn gông và bốn búa chơi âm bính bong các bác nha. Đấy, chỉ có 3.900.000 mà thôi. Các bạn yêu thích alo ngay cho bên em. Mã số 773. Và chiếc đồng hồ cuối cùng trong video ngày hôm nay em gửi tới các bác, đó chính là đồng hồ vai bò của đất nước Đức. Thiết kế em này cũng cực kỳ to khủng, đẹp mắt và độc đáo luôn. Đây các bác có thể nhìn thấy kích thước của em ấy đây, full màn hình của em luôn. Ngang là 68, cao 25 và sâu 14 cm các bác nhá. Rất rất đẹp các bác ạ. Với kiểu dáng to khủng, được làm uốn lượn hai bên như thế này, u bắp thịt luôn, cực kỳ tinh tế. Bên dưới này là những cái đường gờ lượn sóng. Hai bên chân rất là bẹ vẹ to khỏe. Điểm nhấn bên trên được làm tô điểm màu nâu và hai bên thì được làm một màu sáng hơn, rất nổi bật và đẹp mắt. Bộ mặt của em ấy là mặt đồng kính 18 cm. Các bác nhìn với em chất lượng gỗ đây, quá tuyệt vời, kiểu dáng độc và ít gặp trên thị trường. Đấy, màu sắc vàng sáng cực kỳ hút mắt luôn. Bộ mặt mời các bác cùng nhìn ngắm với em. Đấy, kính cong mò các bác nhé. Bộ mặt này, ui dồi ôi, toàn bộ là số nổi đồng và được mạ vàng hoàn toàn. Kim còn cực kỳ đẹp luôn. Toàn bộ cái bộ số các bác nhìn cho em này, cái lớp mạ nó còn quá tuyệt vời, sáng bóng như gương luôn. Rất đẹp các bác nha. Mạ vàng chơi rất rất là bền luôn. Logo thương hiệu đây. Và em này là mang trong mình là 5 gông và 5 búa, chơi một bản nhạc Westminster. Mời các bác cùng thẩm âm. Thank you.
rèn vàng ngân nga cực kỳ hay các bác nhá, đánh rất là to luôn các bác ạ. Em đang để máy xa mà các bác có thể nghe được cái âm thanh nó vọng lại phải không ạ? Dù đã kết thúc bản nhạc rồi. Mã số cái máy là 777 với kích thước ngang 68, cao 25 và sâu 14 cm. Một em vài bỏ quá đẹp mắt như thế này và một kiểu dáng độc lạ rất ít gặp trên thị trường. Đây thuộc gọi thuộc top những vài bỏ to khủng rồi. Và giá em giao lên từ các bác thì chỉ có 6.200.000 các bác nhá. Các bác không nghe nhầm đâu ạ. Và với cái mức giá này thông thường các bác chỉ gặp được những cái đồng hồ nó đơn giản và nhỏ nhỏ xinh xinh, thiết kế đơn giản và không có điểm nhấn thôi. Nhưng mà riêng em này vừa to vừa khủng vừa dài, âm cực kỳ hay luôn, mà chỉ có 6.200.000, có xứng đáng hay không thì tự các bác cảm nhận được phải không ạ? Mã số 777. Các bác yêu thích thì alo ngay cho bên em các bác nhé. Thiết kế chân cực kỳ bệ vệ và đẹp mắt, thùng thì như mới luôn, quá tuyệt vời luôn. Và đồng hồ cổ Ninh Anh địa chỉ tại xóm 6 An Lộc, xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Hotline bên em 084326 và tư quý 1. Bên Ninh Anh sử dụng duy nhất một số tài khoản 6360199259, chủ tài khoản Phan Khánh Linh. Các bác lưu ý trước khi giao dịch để tránh mất tiền oan các bác nhé. Và tổng hợp 7 chiếc đồng hồ em giới thiệu từ bác trong ngày hôm nay, toàn những chiếc đồng hồ số nổi, đẹp, vài bò chất đấy. Và những cái mẫu đồng hồ VIP của bên em mà giá thì chỉ ở phân khúc quá là bình dân luôn. Các bác yêu thích sản phẩm nào thì vui lòng đọc mã số app Zalo của bên em là tư quý 1. Em sẽ gửi lại chi tiết hình ảnh, máy móc và âm thanh để các bác thẩm định. Và trước khi quyết định mua sắm nên các bác cứ hoàn toàn yên tâm. Hàng bên Ninh Anh thì luôn luôn cam kết và bảo hành với các bác là hàng zin Tây nguyên bản tuyệt đối, bao zin Tây và bao test thợ, nên các bác cứ yên tâm sử dụng. Dù các bác ở xa chăng nữa, bên em vẫn bảo hành 2 năm sử dụng. Đấy là các bác cứ hoàn toàn yên tâm, bên em giao xa rất là nhiều các bác nhé. Dù các bác ở, nếu các bác ở gần thì các bác cứ đến trực tiếp tại cửa hàng, địa chỉ là Hải Hậu, Nam Định. Đấy, các bác cứ đến trực tiếp để thẩm định và chọn lựa cho mình những mẫu đồng hồ ưng ý. Video cũng dài, em xin kết thúc video tại đây. Em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo. Các bác đừng quên cho em xin mỗi người một nút ấn đăng ký kênh để khi em ra video, các bác sẽ là người đầu tiên được nhìn thấy. Em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.